Bạn gì mình xin kính chào quý cô chú anh chị ha, con bà con cô bác nè, đi xe 16 chỗ quý cô chú anh chị ơi. Đỉnh này cũng dày quá trời luôn nè. What? Hello anh. Hello em. Đang ngủ hả? Có mấy vị khán giả này hình như là bên kia mà. Ở đâu? Mới hả? Cà Mau lên viếng chú Năm à. À, chiếc xe trà trắng. Xe trắng. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bán đồ Việt Nam. Thức dậy ca im dữ à? Tỉnh liền. Nghe nói Cà Mau lên là thấy tỉnh liền. Tỉnh liền đúng không? Tỉnh ngủ luôn không? Bây giờ anh tưởng đâu là bên kia người ta gia đình bên bển. Em kêu anh gì hả? Bởi vì anh không quay, nói gia đình ta bên kia mà quay gì nên là không quay. Bây giờ khán giả Cà Mau tới thắp nhang cho cậu. Chị cũng đây của chị hả? À, thì cũng mâm bánh này với mâm nước ngọt có bên kia kìa. Mâm nước ngọt nè. Là mâm cúng của chị ở Bình Chánh. Cũng, quá trời nhiều bánh kẹo luôn ha. Giá ba la mật đó. Ủa cái đây để chứ ta. Ba ba bi nè. Của tí chuột chân đó. Tí chuột chân xanh. Để mà cái mình dính vào á. Bóp bóp lên dưới nó rất là đẹp. Học lên chị. Nãy vô khen ba lần rồi đó. Nãy giờ khen ba lần. Chị là nó chơi chị để tí xíu cho cháy đi. Chị tắt là nó tắt luôn á. Dạ. Tại vì cái nhang này nó cháy lâu lắm nó mới ấy. Chị chịu khó đứng lâu chút xíu cho em quay. Ở đây chắc là mấy con hả? Con cháu hả? Chị đứng lên mép trên chị để nó bay cái tàn vô mặt chị. Ủa nó bay cái khói. Ừ. Con cháu của chị từ Cà Mau lên ha. Đó thấy không, nó cháy gần hết cái là chị ấy là nó tắt à. Ừ. Tại vì nãy nó chưa có cháy tài, nó chưa có tài cái nữa. Né qua bên cho vô thấp luôn đi cưng, vô thấp luôn mình đi vô. Áo mới Cà Mau ha quý chú anh chị. Anh nghe Cà Mau cái anh tỉnh giấc lên hả? Nghe khán giả từ Cà Mau lên là nhớ cái bài của chú hát. Đặc biệt anh Niu mặc áo giống với em trai đó ha. Anh Niu hả? Hôm nay là sáng giờ hơi bị đông khán giả luôn ha. Đúng rồi, sáng có hai chiếc gần 100 người vào rồi. Mình đứng né né xa xa tí xíu mình nói chuyện. Đi né né ngồi nói hoài. Anh mình nói mình, nhiều vậy. Không, mình nói xa, đứng xa xa vậy nè, không có gần chị. Mình nói chuyện bình thường. Còn gần mình mới sợ. Mình. Ừ. Chị cầu nguyện lâu vậy ha. Thì cầu nguyện phải lâu chứ. Người ta cầu nguyện thật lòng người ta vậy đó. Ừ. Nay bọn anh cũng bự. Vậy. Sao? Con chiếc máy bay nó chín đầu cây cho chị kìa. Thằng Hải thì mới nói nó hạ càng nó bị té ở đây. Giờ lên chín đầu cây. Vậy chứ nó kêu khó chịu ghê luôn. Cái đó là máy hút của bên Hòa Viên nó hút á. Vậy hồi anh lấy máy quạt á. Vậy hồi anh bụi. Vậy hồi anh lấy nạn hút anh bắn bà gãy cái cánh mẹ. Nói lộn, bị xe kia. Thì cầu nguyện thành tâm quá. Ừ. Cầu nguyện từ Cà Mau lên mà bỏ chặng đường xa cho một mấy trăm cây số. Mấy trăm cây là cũng 400-500 thôi. Hồi đó anh chạy từ 370, hồi đó chạy từ Đồng Tháp xuống Cà Mau tới Đất Mũi là hơn 400 cây. Hồ quả trời đậu luôn, cuối cùng bắt đầu Việt Nam luôn. Thế bữa nào mình đi Cà Mau?
Anh đi rồi. Đi rồi. Vậy anh đi không? Nào mình đi xa xa đi. Ra à. Miền Trung đi. Miền Trung đi rồi đúng rồi. Có miền Bắc chưa đi thôi. Miền Bắc mới xa. Miền Bắc mà đi ra tới ngoài chứ cũng mấy ngày á. Đi máy bay mà. Ồ đi máy bay chứ đi xe máy mới hấp dẫn. Ờ đi ngoài chắc thôi luôn. Chị ra Đà Nẵng đi. Đó bây giờ. Quan trọng là em chịu đi không? Thằng em nó nhìn em mà nó cười hoài kìa. Em trai đó kìa. Em trai ha. Giờ mình đón này ha. Mình đón mấy em trai này là quan hệ như thế nào ha. À, bây giờ mình có thể đoán là em trai chính giữa đang cười đó là có quan hệ gì, những người đó quan hệ như thế nào ha? Gia đình á. Biết là gia đình rồi. Tức là bốn em trai em gái đó là nó quan hệ gì thế nào với nhau, ví dụ là anh em ruột hay là bà con như thế nào đó, mình đoán thử coi. Thôi đoán mà tính lát lại hỏi luôn chắc. Chứ anh biết là cái em trai mà áo gió đó chính giữa đó là em ruột của cái em mới trước nè. Đúng không em? Nào. Rồi, chặt lát luôn. Anh nói sai cho em đi luôn. Vậy là cái em gái đó đó, em gái đó là em ruột của em này nè. Đúng không? Không phải luôn. Rồi, nghỉ luôn, đi ra luôn. Thôi không, đi ngủ. Thôi, để đi ra đây cái đã. Đi ra quay nấu vàng, quê rồi. Quê rồi. Anh nấu vàng làm cái chuyện gì mà bí ẩn nha. Ông ngủ như vậy gì ông cũng bị xe ké chứ vậy. Áo vàng đâu đang trồ. Đang thành tâm thấy ghê rồi, cũng bắt ngộ nè. Cũng bắt ngộ. Cũng bắt ngộ. Đâu anh Niu bên đây mà. Ủa gì lại vậy? Anh Niu đứng đây nè. Ủa giờ ông làm caramel mà ông đi đâu vậy? Ông đi qua ông cúng, thấy ông thắp hương mà. Nè quý cô chú anh chị đó, để mình hỏi thăm chị chút xíu ha. Hello chị, chị có thể giới thiệu từng thành viên của mình không chị? Nãy giờ em đón mò không luôn. Cháu hả? Dạ. Có ai trong số đây là hai anh em ruột nhau không? Nãy giờ em hỏi, em dự đoán đây với em này là anh em ruột với Khoái mà. Bạn gì? Bạn gì hả? Vậy là bạn gì ruột? Dạ. Ngại hả chị? À. Dạ. Chị đẹp gái dễ thương mà. Thấy chị mà cầu thành tâm quá chị. Ờ, chị cầu nguyện nữa ha quý anh chị. Chị cầu nguyện. Ồ, có cả đem nhang luôn ha. Không, em gái nó kìa. Có đem nhang theo luôn. À. Anh bấm cái kênh nào cho anh? À, do YouTube em. Đấy. Kênh nào? Đó nè. Minh Duy hả? À. Thì em còn gì bấm. À, héo không phải héo anh ơi, nó rụng á. Nó rụng lá chứ không phải héo đâu. Họ mua. Đừng vô coi kênh nó nha. Ồ qua mua quá trời nhiều xì tin dưới hả? Dưới mà bộ cụng nè, bộ hút dưới hả? Chứ bánh bía quá tèn luôn ha. Em nói cái gì? Nước gì? Bò cụng. Trời ơi, bò cụng bò hút ông ơi. Thì bò cụng bò hút đó. Chứ là xì tin. Chứ là đó với mình này là gì? Bánh cơm. Bánh cơm. Bánh cơm. Ông Thọ nha. Là ông Thọ ông làm đó. Bánh cơm hiệu ông Thọ. Chị là chị cùng con là từ ở dưới Cà Mau đi thẳng đây luôn hả? Ôi, quá quý nha mọi người. Lâu lắm mới có mấy cô chú khán giả miền Tây mình đi xe. Ở xa, ha. Ở xa mới đến. Ở xa. Về hả? Dạ. Thế con gái chị hay sao? Tôi Cà Mau đi xa lắm chị, vợ Nguyễn cầu tí đi. Cháu hả? Thôi đừng đưa chị lên mạng nha. Dạ.
Chị đưa chị lên YouTube không à? Không đưa. Đi coi biết hết rồi đúng không? Rồi, chào ha. Mấy em nha. Rồi. Giờ mình về là Cà Mau luôn á, sao chị? Đi Vũng Tàu chắc là đi du lịch rồi. Ở đây tính làm cái ở đây hả? Tính làm cái ngôi mộ nè, không biết của ai không biết nữa. À, sát bên một con năm luôn ha. Nghe nói Google không biết. Hay người nước ngoài ha, nói chuyện nước ngoài không? Đây chắc nước ngoài quá ha anh. Nghe nói chuyện tiếng nước ngoài không? Quay cái phương. À, quý của chúng chị không? Thì chị với mấy chờ một chị với mấy chị đâu ra thằng này. Rồi bye bye. Nhớ vô kênh tụi em xem nha. Ủng hộ nhớ đăng ký chia sẻ giùm nha anh. Đó. Xe ở đâu không được, miễn sao mà ở dưới Cà Mau lên là được rồi. Nhiều khi là xe người ta hợp đồng hoặc là xe người thân gì đó. Xe nhà mà. Đúng không? Xe dịch vụ nó là biển số màu vàng chứ. Xe nhà mà. Ví dụ như người ta chạy gia đình cũng được vậy. Đó. Rồi máy bay bà con cô bác mình luôn ha. Chúc bà con cô bác mình nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui nha. Đó. Một lần nữa rất là cảm ơn chị. Đã cúng rất là nhiều bánh kẹo cho nghệ sĩ ưu tú Du Linh luôn á. Đó, quý vị chúng chị. Thì chị có nhắn nhủ là anh em mình tới nữa thịnh lộc quý anh chị. Thì cảm ơn chị luôn. Chúc chị nhiều sức khỏe. Bây giờ thì Duy Minh cũng xin kết thúc video tại đây ha quý vị chúng chị. Xin chào bà con, nếu bà con cô bác thấy video có ý nghĩa thì cho Duy Minh một like, một đăng ký ủng hộ kênh nha. Chào bà con ạ.